Ta biết là nhất thời nàng không thể nào tin ta được, nhưng mà ta có cách này. Vào đêm trăng sáng, nàng lấy gương phản chiếu ánh trăng và soi vào gương mặt bà ta, nàng sẽ thấy được dung nhan thật của phù thủy ra sao. Ta ngửi thấy mùi gì là lạ. Chắc là mùi súp bí đỏ đó mẹ. Mẹ ngồi ăn tối với con luôn nhé. Không đúng lắm, nhưng súp bí đỏ nhìn ngon đó con yêu ạ. Mẹ này, hôm nay là đêm trăng rằm, mẹ ngắm trăng với con được không? Ta không thích ngắm trăng đâu. Ta còn phải đi ngủ sớm đây, mai còn làm việc. Ella, ta biết ta nên làm gì mà. Mẹ ta không phải.